Và sau đây chương trình biểu diễn xiếc bắt chước chú quốc cơ quốc nghiệp xin được phép bắt đầu. Quá dữ, giang tay ra Siro. Tiếp tục. Rồi, tới con. Rồi, tới bạn này. Phiên bản của chú quốc cơ. Wow, sức mạnh đôi tay. Rồi. Ủa mà sao bữa nay anh em chú quốc cơ quốc nghiệp mà lại có thêm một người nữa? Wow, có người hỗ trợ nữa hả? Oh, Britain Got Talent and here, Vietnam Got Talent. Rồi, hai anh em nắm tay ra chào sao? Đưa tay lên ngực sao giống chú đi. Gồng lên. Tuyệt vời. Hai bạn hãy giới thiệu về bản thân mình đi. Con tên gì? Con tên Sushi Lâm Khôi. Wow. À, Siro Nguyễn Khôi Nguyên hỏi con mấy tuổi? À, 2 tuổi rưỡi hả? Con học trường gì? À, ngôi sao sáng hả? Siro, what is your daddy's real name? À, Siro không biết hả? Wow, sức mạnh đôi tay, màn kế tiếp. Này, sức mạnh đôi chân. Cẩn thận nha. Thôi, ghê quá. À, tới Siro hả? Siro, nữa hả? Sức mạnh đôi tay, chuẩn bị bay. Giang hai tay ra. Wow, tuyệt vời. Im lặng để mẹ quay nha. Wow, thật là tuyệt vời. Yeah. Hai anh em tấn công. Cái này mà livestream thì sẽ mắc cười hơn đó nha. Yeah, quá hay. Giang tay ra. Wow. Bạn em là chú quốc nghiệp, bạn anh là chú quốc cơ nha. Thật là tuyệt vời. Chào khán giả đi hai bạn.